sáng sớm ngủ lại nha, không kịp làm luôn. Vừa cái ông mà lớn thì bất chợt sáng giờ bán được không bà? Dạ 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 xanh hả cô? Ồ, dạ xanh báo lộc thắng nha. Khoảng có là tiền Việt Nam nha. Nè dạ, đây là tiền Việt Nam nha, tiền Việt Nam ha. Dạ mưa là tiêu luôn. Dạ không không sáu hai trăm luôn nè, cũng bằng luôn nè. Đây năm rưỡi. Đi ra sâu quá thì thấy càng đông đúc bà con đi. Mưa lớn luôn rồi kìa, nặng hạt luôn rồi nghe cô chú anh chị. Dạ xin mến chào quý cô chú anh chị, rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trong một video clip tiếp theo của em ngày hôm nay nha. Thì hôm nay em mời quý cô chú anh chị mình cùng về Định Quán của Đồng Nai để đi tham quan chợ Định Quán Đồng Nai với em nha quý cô chú anh chị. Hiện tại nơi em đang đứng ở đây là ở trên đầu đường Nguyễn Trãi của chú anh chị mình ơi. Thì phập ra ngoài ngã tư ngoài đó là quốc lộ 20. Cô chú anh chị mình quẹo tay trái á thì là sẽ đi về thành phố Bảo Lộc được nè. Từ đây mà cách thành phố Bảo Lộc á thì là khoảng tầm 85 cây số của chú anh chị. Còn mà đi về thành phố Đà Lạt thì khoảng cách của nó là 185 cây của chú anh chị. Bên đó thì em thấy có những cái cục đá nó chồng chồng lên nhau cô chú. Thì cô chú anh chị mình đi ngang cái đoạn đường này nè hay dễ bắt gặp những cái tảng đá xếp chồng lên nhau lắm cô chú. Còn hướng xe buýt này đang chạy là đi về Sài Gòn được nè cô chú anh chị. Hướng đó thì mình đi về Sài Gòn khoảng cách là 130 cây số. Còn hướng này là mình quẹo vô đây là vô nhà lòng chợ Định Quán nha cô chú. Thì ở đây thì là thị trấn Định Quán của huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Giờ mời cô chú anh chị mình cùng tiến vô trong khu vực nhà lòng chợ để đi tham quan chợ Định Quán vào sáng hôm nay cùng với em, xem bà con buôn bán ra sao và sinh hoạt như thế nào nha cô chú anh chị. Thời tiết sáng hôm nay thì em thấy ở đây nó hơi se lạnh cô chú ơi, nó lạnh hơn so với một số tỉnh ở miền Tây quê mình nha. Khu vực phía trước này thì bà con bán quán nước nè, rất là nhiều quán nước luôn, quán cà phê á. Bên đây là công viên, rồi có bán đồ ăn sáng nữa. Bây giờ thì em sẽ đi tìm chỗ gửi xe rồi đi chợ nghe cô chú anh chị. Dạ rồi quý cô chú anh chị mình ơi, thì em mới vừa gửi xe đây, cặp bên hông phía trước nhà lòng chợ Định Quán thì có bãi gửi xe ha. Mới vừa gửi xe xong, mời cô chú cùng đi tham quan chợ với em.
tiên bên đây thì em thấy có bán chó, có chó con nè. Giờ này thì chợ thấy cũng khá đông của chú anh chị, bà con đang đi tấp nập ở bên đây dữ lắm luôn nè. Thưa chú, chú cô bán bánh kìa, bánh cam, bánh còng, rồi bánh da lợn. Chào ba, sáng giờ bán được không ba? Lê gai à? Dạ. Dạ con làm YouTube cô ơi. Dạ. Cô bán à, được không cô? Dạ. Bánh này cô chú. Dạ. À, bánh da lợn ngon ghê không? Dạ. Trà xanh hả cô? Ồ, trà xanh Bảo Lộc. Cái lá nó còn tươi xanh luôn. Vậy là nấu nước uống hay sao cô? Hẳn nước uống. Dạ. Về mặt cái lá này nè, mặt cái lá này rửa sạch sẽ đi, xong đổ cho cái ấm nấu nước sôi á, đổ cho một chút nắng nắng, bỏ cái nước đầu đi rồi đổ nước sôi để uống nó sạch ngon lắm cái nè. Hãm. Dạ. Ồ, đây cho con mượn con. Dạ thôi được rồi, cái con quay. Dạ hả? Anh thử miếng thôi, không cho nhiều. Dạ. Cô đây nhiệt tình quá à. Trà ử nè, trà xanh Bảo Lộc nha cô chú. Cái nước nó xanh xanh ngảo qua vàng vàng. Đó. Xin mời cô chú nghe. Không có nấu đâu. Ngon. Nó có hơm hơm mùi mật ong nữa. Nấu đỏ lắm. Con tháng nó mình tháng thành trà khô á. Trà khô thì con phải đổ nước sôi con bỏ nước đầu đi phải không? Cái này con phải đổ nước sôi con bỏ nước đầu đi, nhưng mà nó là trà tươi. Dạ. Cái này họ làm trà xanh không độ ngon lắm. Dạ cái này nó có hôm hôm cái mùi giống như mật ong nè. Thơm không? Nhà nó có hạt nhà nó có hạt. Trà xanh cho cô. Dạ. Ở đây cô ra bịch sẵn vậy là bao nhiêu bịch cô? 5 ngàn, bịch 10 ngàn. Ồ cái này cũng rẻ ha. Tại chợ cô bán thôi. Tại chợ chỉ có mình cô bán thôi. Vậy là độc quyền rồi nha. Dạ. Có mình sống nổi. Dạ. Bịch đông là không sống nổi. Vậy là cái này là cô phải đi tới Bảo Lộc cô lấy hả? Giờ điện nó cắt rồi, chiều nó gửi xe tải về thôi. Dạ, vậy là có bạn hàng ở bên đó. Dạ. Đó. Nó lấy về, nó giờ đi cắt rồi, nhiều nó gửi lên cho cô, nó thả ngoài cây bá đậu á. Dạ. Xe kéo này nè, là cô kéo về. Cô, cái cây này có phải là người ta sắt ra, người ta phơi khô để người ta làm trà không? Trà khô không? Nó lấy cái bút này nè. Dạ. Nó kẹp cái bút này nè. Dạ. Nó làm trà khô á. Dạ, lấy cái bút về ha. Còn cái lá này nào để mình uống. À, cái lá thì để hãm nước uống. Dạ. Còn làm trà chỉ lấy cái bút là cái đọt đó cô chú. Lấy cái đọt thôi à. Trà này là cô bán thôi, có cái chợ giờ đó. Chợ này có bao lâu rồi hả cô? Chợ này cũng phải 20 mấy năm rồi. Dạ, là cô bán này cũng mười mấy 20 năm rồi. Bánh chó nữa. Chó nữa. Chó con. Ai không cần thì đem bán cho cô. Dạ. Ai cần tới cô mua. Ai cần thì tới cô mua mà không cần thì đem lại đây. Cô là vừa thu mua bán lại luôn nghe cô chú anh chị. Chó con nè. Dạ. Chào với mật ong cũng của cô luôn. Này mật ong gừng hả cô? Dạ. Ong nó nuôi cho mà nó không trên đường. Dạ. Lấy mật về, tự nó lấy mật về thôi. Tự nó lấy mật. Từ cô để từ đầu năm cuối năm không có mình cần một tí đường nào hết á. Dạ. Đây mật ong ở tại chợ Định Quán cô chú. Một chai vậy là có giá bao nhiêu tiền vậy cô? Bán có 80 à. Vậy là cô chai này một lít hả ta? Một lít. Dạ. Cái này là cô lấy trực tiếp với người người ta bỏ cho công ty á. Dạ. Bỏ cho công bán ở chợ này. Dạ. Vậy là cô lấy tại gốc cho nên là bán 90. Bán rẻ cô chú. Cái này hai chai còn ai lấy chờ nữa trong cả chai. Dạ. Trong cô còn đựng nhiều sản phẩm ở phía sau lắm theo lưng cô á, cái này chỉ trưng bày thôi đó. Mật ong cô bán đây là chỉ có 80 ngàn một lít thôi à. Mật ong người ta nuôi người ta không có cân đường. Dạ. Đi lấy mật về thôi. Dạ. Gia để đầu năm cuối năm không có cân một tí đường nào hết à. Dạ. Mật nó cũng kẹo luôn. Kể đầu năm cuối năm là nó kẹo lên nó cô chú. Nó kẹo lắm, ngon nó thơm lắm. Đó, ai mua trà mà không thì ghé cô với chào nữa nha. Rồi con cảm ơn cô nhiều nha. Cảm ơn cháu nhiều nha. Con chúc cô mua mai bán đắt nha cô. Cảm ơn nhiều nha. Dạ.
Đây, mời cô chú cùng đi tham quan tiếp. Chúc bà ngoại may mắn đó các bà ngoại. Ừ ơi, sao tự nhiên giờ này bầu trời tối sẫm rồi ta? Dạ, đây bán trái cây của chú vậy. Chôm chôm rồi măng cục nè, nhãn đâu nè. Hóa tay luôn, bên đây có sầu riêng nữa. Sầu riêng hợp phức luôn. Này giờ có hai loại nha cô chú. Loại sầu riêng thường với loại sầu riêng hạt lép. Đây sầu riêng miền đất đỏ vậy đó. Em thấy cái trái cái da nó không có xanh bằng ở quê mình. Trái cô chuẩn bị cô thấy cũng rất là điều học kìa. Sầu riêng này kêu là sầu riêng Thái. Gần 2 kg chứ chị. Trời ơi, sáng hôm nay bầu trời quá dạ mô à. Thôi cô này không có thôi cái gì á. Cần vô mình. Thôi mình đi tham quan tiếp tục cô chú ơi. Ở đây thì cô chú anh chị mình đi hẳn là ra ngoài quốc lộ 20 lại nha. Đó. Dạ, dạ, khu vực đây em thấy bà con bán trái cây rất là nhiều. Có để giá nè, bòn bon thì 50 ngàn ký, mận thì 40. Đó. Trái cây dài dài hai bên. Chắc mình đi ngược vô trong nhà chồng chợ của chú. Đó. Chữ chợ Định Quán thì ở phía trên đó kìa. Đây, dài bên trong thì em thấy bà con đi rất là đông nha. Đang đổ măng cục ra kìa. Dạ. Dạ, nhỏ gọn phải không cô? Dạ. Dạ. Con làm YouTube á cô. Ừ, giới thiệu chợ Định Quán cho bà con xem. Dạ. Coi được quay cô tôi sợ. Dạ, cô ngại mất kể. Con chúc cô mua mất đắt nghe cô. Dạ, chỗ này bán thịt heo á cô chú. Ai có mua ghé ủng hộ cô. Dạ, bên trong thì thấy kẹt xe kìa. Bên đây thì thấy có quán ăn. Quán bên trong này thì bán bún với bánh ướt nè. Có gà bịch sẵn rồi kìa. Rất hấp dẫn như cô chú. Ở đây thì bán giá của bình dân nè, hộp 20, 15. Bán mang về. Từ trước bên đó thì có cái đường nữa kìa. Đây này bán bánh mì cô chú. Bánh mì không thì có bánh mì thịt nữa. Bánh mì thịt thì tủ bên trong. Bên đây thì thấy bán bánh được các loại nè, có
sừng sầm, sừng sáo nữa nè. Dạ chào mấy chị mấy cô. Quay gì á? Dạ con review chợ Định Quán nè. Chợ Định Quán có là tiền Việt Nam nè. Dạ đây là tiền Việt Nam nha. Tiền Việt Nam ha. Dạ nè, chợ Định Quán nè. Dạ rau câu hả con? Rau câu dừa. Rau câu dừa đúng rồi. Qua rồi. Còn cái này bánh lăn hả con? Bánh lăn nè, giới thiệu bánh, đây là bánh lăn nè nha. Bánh lăn chợ Định Quán đậu hũ đưa rồi. Dạ anh lấy rau câu dừa quay chưa? Sao đi đâu có mình vậy? Dạ con đi quay hường của mình à. Đi mình là bắt cóc rồi nha. Dạ bắt là nuôi tốn cơm thấy mồ luôn đó. Không, người này nuôi lời lại nuôi được. Dạ người này nuôi không có quần cơm còn là ăn dữ lắm á nghe. Một ngày ăn là mấy tổ cơm lận đó. Dạ tao đi nhà cố đừng có bóng mà dư đầy cơm. Dạ nhà mình ở đây có trồng lúa không cô? Lúa có, bắp có này. Dạ có luôn ha. Ừ có lúa nè, có gạo nè, có bắp nè. Dạ bắp khô, bắp tươi nè, bắp luộc nè con. À ở đây à, có trồng lúa, trồng bắp nữa cô chú. Đó, bắp nấu bên chị đó chứ bán kìa. Chợ Định Quán không phải chợ thôn quê đâu nha, chợ thị trấn của tôi đó. Dạ chợ này mình lên thị trấn lâu chưa cô? Gì? Ở đây mình lên thị trấn lâu chưa cô? Nói mấy năm cho nó xa. Đang nói nó làm YouTube, đang nói hỏi ở đây có lúa không? Mà đây là chợ chợ Định Quán này không phải là chợ thôn quê đâu mà chợ thị trấn á. Dạ YouTube mà có quay mà qua đây cho mà lên nhìn nè. Nè. Dạ cô ở đây mình ra bịch sẵn vậy mình bán ra có giá bao nhiêu một bịch cô? 50. Dạ là đồng giá hết ha. Ừ không, cho câu dừa có 25 à. Dạ cho câu dừa 25 còn bánh lăn thì 50 chứ một bịch cháu hả anh đi không bịch vậy là được 7 cái cô chú. 10 hả cô? Một chục á. À một chục á cô, vậy là cái này là lấy lẻ ra cô trưng bày ngoài đây. Không ừ, ai mua lẻ cô bánh lẻ. Dạ. Có lấy vờ nhớ đặt cô nha. Dạ. Cô nè. Trắng miệng nè. Hàng của đám cưới, đặt đám cưới, dịch vụ đám cưới nha. Dạ. Dịch vụ đám cưới, thường bỏ ở đây là cho các dịch vụ đám cưới. Tại mấy cái món này ăn tráng miệng nữa cô chú. Đúng rồi. Thì cô chia sẻ là vậy á. Mua đi chị mình. Đấy rồi. Còn chúc cô mua mai bán đắt nha cô. Cô có khách lại mua rồi nè. Con mà con quay cho đẹp nha. Dạ. Cảm ơn cô. Đây mời cô chú đi hâm quan tiếp tục. Bên đây thì trái cây nữa cô chú ơi. Chợ Định Quán à sớm giờ dài dài thấy bà con bán trái cây rất là nhiều nha. Rồi đặc biệt ở đây thì có để giá cả hẳn hoi hết trơn nè. Măng cục thì 50 ngàn nè. Bon thì 55, nhãn thì 50. Trái gì bán được không chị? Dạ, bán là dài à. Cô chú nào có mua trái cây ghé ủng hộ bà chị gái ở đây ha. Em chúc chị mua mai bán đắt nha. Dạ. Bên đó thì bán bún với bán nem chả rồi cô chú anh chị. Một số quán ăn nè. Trước này thì tiệm tạp hóa có bán gia vị được các loại nè, rất là nhiều. Đường, muối, bột ngọt, nước mắm rồi đó. Đầy đủ hết chưa? Càng đi vô sâu bên trong thì thấy chợ càng sơm. Thì có bờ nữa nè. Bờ trái già với trái tròn. Hai loại bơ. Ăn sáng hết cô. Bán quần áo đây bà con đang che mũ. Rồi xong rồi kìa. Cái tạp khô nó nè cô chú. Khô rồi lạp xưởng.
Cặp trưởng nhìn thấy hấp dẫn quá nè. Hello. Chào chị. Tên gì dạ? Tên gì dạ? Dạ kênh của em tên là Khám Phá Vĩnh Long. À. Dạ. Cái đó mình sợ nắng mình che lại hả chị? Mưa em. Sợ mưa hả? Dạ mưa. Dạ mưa nó tạt á ha. Dạ. Che lại. Cực lắm em ơi. Bán buôn này cực lắm hả chị? Mưa là cực lắm. Dạ. Mưa là tiêu luôn. Dạ. Mấy cô bác mình đi chợ đừng có trả giá, tội nghiệp chị em lắm. Bán buôn mà mưa gió cực khổ lắm. Dạ chưa. Vậy hả? Còn ở nhà lầu không hả? Ôi vậy mà hang ở chợ hang thấy sợ luôn ha. Dạ. Dạ. Ông chợ mấy em thôi rồi. Sáng hả ổng hơi buồn buồn rồi đó. Cô này có bán cà chua đậu hũ nè. Làm cái món đậu hũ sốt cà cũng ngon lắm cô chú. Dạ. Đây ở trong là nhà lòng chợ bán quần áo nè. Dạ, bán đủ thứ hết trơn hả cô? Dạ, cà chua rồi hành ngọ ở đây nữa nè. À, hành ở đây nó có cái củ ngộ ha. Đây. Dạ. Đây. Cái góc nào nó cũng có một cái củ ở dưới đây nó lòi lên nè cô chú ơi. Hành này trồng ở ngoài đây hả cô? Khác cho mình nè. Lấy ngò không? 5.000 cũng nhiều quá tay luôn kìa. Làm sạch sẽ về chị rửa thái cho và son thôi. Hành mở trong mình bán 2.000 là chỉ được 3 tép thôi cô chú. Đây bán 5.000 nhiều quá. Đậu hũ này mình có cái gì trong đây vậy cô? Nấm, hành. À, dạ. Vừa ăn luôn. Dạ. Ngon lắm. Nhìn hấp dẫn quá trời luôn nè. Bây giờ là cô làm cái này là được á. Dạ. Ở đây mình bán một miếng thì được bao nhiêu tiền cô? Cái này 25.000 chục, cái này 30. Dạ. Này là 25.000 đồng một chục. Chục miếng. Còn cái này là 30.000 một chục miếng nè. Ngon lắm, đậu hũ thì ngon. Dạ. Thì ghé cô ở đây. À, rồi. Còn chúc cô mua mai bán đắt nghe cô. Rồi, cảm ơn nha. Dạ cảm ơn cô nhiều. Rồi. Bà con ở chợ Định Quán này em thấy cũng rất là thân thiện vui vẻ cô chú ơi. Dễ gần gũi ha. Đây bán nấm rơm 60.000 một ký. Ủa. Rơm bự bự cơ mà đã không? Bự mà nó còn búp. Tới khu chợ rau củ quá nè. Bên đây có rau củ vừa bán rau sẵn luôn. Rồi chôm chôm nữa kìa. Chôm chôm thì hơi bị gầy. Rau để giá cả nè cô chú. Cà chua 20.000 một ký. Bí thì 3 trái 10.000. Còn là chanh thì 12.000 ký. Dừa leo thì 10.000 ký. Còn đậu que thì 14.000 ký. Ở đây bà con bán để giá cả gì dễ mua ha. Này, mướp thì 15.000 ký. Này, khoai thì 25.000. Này cao thêm một. Bên trong đây cái đường này bà con cũng đang đổ ga đây gai nè. Vô trong là khu như chợ thịt hay gì bên trong á. Em cũng chưa có đi vô nữa cô chú. Để xíu mình có thời gian rảnh ở ngoài mình đi hết thì mình vô trong đó ha. À, ở đây thì bán tôm. Cần sống 20.000 100g đó. Cái giá không làm lấy
100 chứ ơi, 6 lẻ chứ ơi. 20.000 một bạn tôm. Ai có mua ghé chị ở đây. 20 chứ ơi, sống xảo luôn. Dưới này mình chạy oxy hả chị? Oxy đẹp quá, oxy luôn. Dạ. 20.000 tí xảo luôn. Cái này bự bự không màu nắng ha, 20.000 cô chú. Còn bự hết hồn không? Sống 20 ngàn. Lối luôn nè. Bút bạc bạc luôn kìa. Đó. Đây đó, 20.000. 20.000 à. Bao rẻ luôn. Còn bên đây thì rẻ hơn phải không chị? Bên đây rẻ này 150, bự luôn. Bự bự luôn nè. Đây, 150. Hàng này thì hàng là ngọt. Hàng ngọt, 150. Dạ. Bụng kia, chở bụng kia cho con nha. Tao quýnh mày. Tao quýnh mày. Nè, xong qua chứng dịch cho bả đi, đăng lên cho bả đi. Dạ, đây bên đây có chứng dịch nữa nè cô chú anh chị. Dạ. Dạ quay con làm YouTube á cô ơi. Dạ lâu lâu đi ngang đây có dịp mới ghé quay. Dạ. Cô ở đây bán nhiều loại trứng khác nhau quá này cô chú anh chị. Trứng gà, trứng vịt, trứng cút và đặc biệt thì dạ có luôn hồi qua quay. Đặc biệt có trứng ngỗng nữa. Dạ, trứng này bự ghê nha. Nè, so với trứng vịt kế bên nè. Thấy như là trà con nha. Trứng ngỗng. Dạ. Trứng ngỗng này mình bán nhiêu tiền trứng cô? Trứng ngỗng hả? 70. Dạ, 70 trứng. Thì cô bác chị mình có con cái có chữa có bầu ha. Cho mua trứng ngỗng này ăn vô. Bổ lắm á. Dạ. Còn trứng gà thì mình bán chục được nhiêu cô? 30. 30 ha. Dạ. Loại 30, loại 27.000. Dạ. Loại 30 thì trứng bự hơn loại 27 cô chú. Cô bác anh chị nào có mua trứng thì lại khu vực ở đây ha. Dạ, kênh của em tên là Khám Phá Vĩnh Long. À hả? Dạ. Quay cô Bích bánh trứng. Dạ, đây là cô Bích bánh trứng nha. Dạ. Vậy hả chị ruột? Ồ, vậy là gặp đồng hương rồi. Chị ở thành phố Vĩnh Long hay ở huyện nào Vĩnh Long? Ở trong huyện Long Hồ. Huyện Long Hồ hả? Rồi, vậy là đồng hương luôn. Đồng hương ở Vĩnh Long luôn. Dạ. Em mày cũng ở Long Hồ nhưng mà ở gần Phà Đình Cao á chị biết không? Không, cái này ở chợ. Ở ngay chợ Long Hồ hả? Ừ. À. Chợ Long Hồ chạy qua khoảng mấy cây số nữa đó. Tôm sống của chị, 20, 20. 20, 20. Bữa nay mình đi trải nghiệm ở trên này đúng không? Dạ. Vậy hả chú? Chồng của cô này ghen lắm nha. Chú chia sẻ đó. Giờ thấy chợ đông đúc rồi nè. Rồi em chú chị mua mai bán đất nha chị. Chưa có mưa đâu cô ơi. Dạ rồi, bây giờ mình tiếp tục di chuyển tham quan tiếp tục nha cô chú anh chị. Cái bên anh bán chó thì bên đây bán quần ba cái gì 35.000 một cái. Quần cô chú. Rồi trái cây nữa nè. Đào kìa. Chủ mới mấy giấy mà con mua 40.000 ký. 100.000 ký tôm. Dầu. 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 Ghi. Được. Cặp bên đây thì có cái đường vô trong nhà lồng chợ nữa nè. Trước này thì em thấy có bán ớt chuông Đà Lạt rồi măng tây rồi cái chút rau củ rồi ngon ghê không. Tới một số sạp thịt bà con bán dài hai bên rồi nè. Càng đi ra sâu quá thì thấy càng đông đúc bà con đi chợ nha. Bên đây thì có bán cái gì đồ bộ hay giải gì nè. Thấy bà con đang ghé lựa.
cái này giải của chú vậy. Ồ, áo, đồ đồ, quần áo, đủ màu sắc hết chưa? Này mình đi hồi đâm ra ngoài đường Nguyễn Trãi được luôn cô chú. À, bên đây thì có măng, mùa này bán măng khá là nhiều, đi chợ nào cũng thấy bán măng hết nè. Cô đang chất măng chua ra. Ở đây có bán cái đọt cây này ngộ quá nè, lá như lá me vậy đó, nhưng mà lá bự hơn. Chà Bắc Thái Nguyên. Tôm sống 15 15 chị ơi. Rồi mấy cô bán tôm, bán cá rồi rồi dài dài đi cô chú. Còn cả cả cua biển nữa. Đây, bên này bán măng cũng nhiều lắm nè. Măng tươi với măng muối rồi cô chú, măng chua, dâu Đà Lạt 40.000 một hộp. À, ở đây bắt đầu nó bán dâu rẻ. Đây đi gần tới đầu đường này ấy sơm quá tay luôn. Tôm càng, tôm càng muối đá. Quay YouTube hả? Dạ con quay YouTube cơ. Rồi có một trái sầu riêng để lòi nữa nè. Rồi có hến hả? Hến này hết ra rồi. Rồi măng bán sao cô? Cô lên hết cái hàng già tầm 18 nha. 15 được rồi. 15 được rồi. Còn 18 ngàn. Măng 18 ngàn ký. Bán đại luôn. Dạ. Có người mua là bán à. Đây, đang đổ xe cộ cái đông đúc quá tay cô chú ơi. Một gói chắc cũng một ký mấy á. 6 á. Ở đây có bích nữa nè, bích trái nhỏ nhỏ, bích tú nữ. Sầu riêng ghi sáo, cái màu này xanh xanh giống như trong miền Tây mình nè. Đồ bên đây thì bán rau, các loại cũng xanh lắm nha cô chú. Này có rau đay nè. Bên đây thì là có bán khoai nấu nữa nè. Muối mè đó. Ngon lắm. Khoai nấu nước cốt dừa hết không? Đúng rồi. Dạ. Đó. Khoai mì con lan. Hai ba loại mình nấu chung luôn. Đúng rồi. Không, hấp từng luộc từng phần một xong bỏ vô chọn. Dạ. Chứ không phải luộc từng phần cô chú ơi. Rất hấp dẫn nha. Bọc vậy 10 ngàn hết cô. À, 10 ngàn, 5 ngàn cũng bán. Dạ. Ở đây 10 ngàn, 5 ngàn thì cô cũng bán hết trơn chú. Dạ. Dạ. Đâu đây 10 ngàn ký, 10 ngàn ký. Mỗi bán điện thoại không à. Dạ. Này quay lên là mất 100 ngàn đó nha. Vậy hết cô. Dạ. Quay lên là mất 100 ngàn đó nha. Quay lên là mất 100 ngàn đó. Dạ.
chú nào cũng ăn thay ghé cô ở đây ha. Cô đang gấp cái bịch kìa. Cái máy đó quay gì vậy gà hay trai? Dạ, cái này con quay phim á, giống như điện thoại vậy đó. Ừ. Dạ, quay về mình đăng lên YouTube. À, quay đăng YouTube á hả? Dạ. Ờ, quay con này lên YouTube được á nè, kiếm tiền được nè. Con này hay à. Dạ. Ừ, trời ơi, lên YouTube phải nha. Qua tao mở YouTube cho coi cho thấy không nha. Dạ. Rồi, cô chúc cô mua hoa bán đắt nha cô. Rồi, cảm ơn. Dạ. Rồi, lên coi nha. Bạn hà, mở cô chú. Ê cha, mưa nhiễu hộp rồi. Bà con chuẩn bị giăng dù lên, mưa tới rồi. Rồi, càng lúc càng nặng hạt rồi nè. Rồi luôn, tiêu luôn. Mới sáng sớm mà càng lúc càng nặng hạt rồi nghe cô chú anh chị. À, tu cà na rồi. Chưa đi giáp hết nữa mà mưa rồi. Ở đây dài bán trứng nữa nè. Trứng rồi tôm hẻ chạy oxy nữa kìa. Mưa rồi bà con che dù lên. Đây tôm chạy oxy của chú chị, đây bọt kính luôn nè. Dài khu vực ở đây thì cũng có quán nước, quán cà phê đó nè cô chú. Ồ, trồng có cây vú sữa nha. Cây vú sữa khá là to. Sáng giờ ông chuyển quá tay luôn. Giờ bắt đầu mới mưa đó cô chú. Lâm găm rồi nè. Bên đây thì có trái cây, sa bô, xoài, măng cục thế này. Chà, mưa càng lúc thấy càng gơi nặng hạt nha. Ở đây bà con đã trang bị sẵn hết trơn mấy cái máy chìa ra nè, để cho nó đỡ tạt á. Rồi chiều máy ra hết rồi đó. Có mưa thì không sao, không có tạt nhiều. Còn ở đó chưa hủ thì bây giờ bắt đầu em thấy dựng dù lên đó. Đó, anh trai bán tôm giờ bắt đầu dựng dù lên rồi. Mưa đó, mưa lớn luôn rồi kìa. Đó, bà con giờ bắt đầu chạy cho thấy kìa nha. Đó, mưa lớn nặng hạt luôn rồi nghe cô chú anh chị. Rồi mưa tới chạy cho coi nè. Đó, ở đây giờ đang rất hối hả. Ở đây lớp nào mặc áo mưa đồ vô ha, lớp nào đi lớp mưa hối hả lắm rồi. Mưa khá nặng hạt. Đây bên đây thì dọn vô, trước đó thì đậy bịch đồ mũ lại kìa, không kịp làm luôn. Mưa cái ổng lớn rồi bất chợt luôn cô chú. Mấy cái đồ mà nhạy bén nhạy dưới nước á là sợ mưa là dữ lắm. Con đậy mũ lên hết rồi nè. Đây dài bán đậu đó. Mưa lắm. Phía ngã ba này thì ngoài đó giáp với đường Nguyễn Trãi á cô chú.
to luôn. Mùa này giờ trở lên tháng 8, tháng 9 là mưa hoài luôn. Mấy bữa trước á, ở Sài Gòn á thì xuất hiện mưa đá nữa cô chú anh chị. Từ đó tới giờ chưa có xuất hiện, mà bây giờ ở Sài Gòn xuất hiện mưa đá. Mà ông bà ta nói là có mưa đá là khổ lắm cô chú ơi. Tiêu tùng luôn rồi. Mưa cái chợ nó vắng hơn hẳn liền. Rồi con nấu đi được. Ghé lại đục mưa nè. Mình cũng không có đi được luôn, chỗ nào mà không có mưa mới đi được của chú nó tạm. Một trong này một số quán nước, quán cà phê nè. Bà con uống cà phê cũng đông lắm nha. Có mấy cô đi về mà bị mắc mưa cái quanh lại. Băng qua cái này luôn. Đây, mặt vào đây bà con cũng buôn bán nhiều mặt hàng lắm nè cô chú. Giáp với cái tuyến đường lớn rồi đó đó. Bà con cười giòn ghê luôn kìa. Có mai đồ nữa nè. Mưa rồi bà con ơi, đục mưa rồi. Ồ, tội nghiệp mấy cô bán rau vườn rồi đó kìa. Mưa chùm máu mưa, không có dù của cô chú, ngồi bán rồi đó luôn kìa. Ồ, dài vòng vòng chợ em thấy bán mấy cái quán nước rất là nhiều, quán cà phê, nước giải khát, bán quán ăn nữa. Vòng vòng chợ thì được ba mặt á, mặt trước chợ nè, mặt bên hông với mặt phía sau chợ. Đây là vô trong nhà lòng chợ nè. Bên trong nhà lòng chợ thì khu chợ thịt đó cô chú ơi. Những cái sạp thịt. Bà con bán thịt rồi. Chợ thịt với chợ cá bên trong đây. Sau lưng khu chợ thịt là khu chợ cá. Hàng chi nãy mình đi vòng ở ngoài thì em thấy bán cá cũng ít. Khu bán đồ hũ, đồ chai ha. Mé này là chợ cá nè. Phía sau lưng bên đây bán cá mới nhiều.
thì có dưa cải muối chua. Bên này có bán cá điêu hồng. Cá điêu hồng chạy oxy. Trước này thì bán gà vịt rồi ha. Rồi bên đây bán mực nè. Mực rồi tôm. Ồ, cá bự bự không kìa. Đường nhỏ bà con đi cũng rất đông ha. Đó. Cá chè. Có cá chè, cá lóc nè. Rồi. Một mặt là hướng này. Quẹo lên đây á là khu bán quần áo. Hồ, khu biển. Bà cô. Có đâu. Năm ơi, chợ đắt hàng quá, quay đăng lên trên truyền hình. Đứng trên đây. Đây cô bán cá biển nè. Cá đỏ 18.100 gram. Cá ơi. 80.000 một ký. Coi cá nhiều vậy năm. Năm. Cá bồ mày hả? Có cá hồi nguyên con cắt ra nữa kìa. Rồi có cá cam, cá ngừ. Bên đây thì cá lăn. Trong đây thì bán nhiều loại cá lắm cô chú, đặc biệt là cá biển thấy nhiều hơn cá nước ngọt nha. Sàn kẻ ha, một sạp bán cá biển, sạp bán cá nước ngọt, rồi cứ sàn kẻ tới. Đó. Đây bán cá nước ngọt. Có cá chèn nữa hay nè. Thì cá chèn hả chị? Vụ gì đây? Đang quay. Vụ gì đây? Đi quay hai cá quay chèn. Phim đó hả? Cá chèn bự quá ha. Quay cá hay quay người đây? Muốn quay gì quay nấy ha. Em ơi, lấy con này thì không lấy con kia, con nào cũng ngon vậy quá. Con nào cũng ngon. Con nào cũng ngon ha. Cá chèn này cái bụng thệ luôn. Mập con này nữa đi. Mập. Cái chạy này mình bán ký được nhiêu chị? Dễ hơn 200 vậy lạ. Ồ, 200 ký à. Mấy chị xin chào anh đi. Cá này là mắm dạ. Là có giá lắm người chú. Cái chèn. Tôi mua 3 con đã tính được 100 ngàn. Ừ. Có bóc thêm con nữa là 140 là. Đúng rồi, con này to mẹ. Con phải làm chiếc con cũng thì bà vừa mãi thôi. Ba con 100 ngàn, con nữa 140. Không phải đâu, dân chợ với nhau chọc chửi. Dạ. Khi mấy hai người mua hết à? Em con này là con có thích đá em hả? Con thích đá. Con thích đá. Mới nghe con thích đá luôn á. Trời nghe lạ nha. Không. Này bên con nào con to to nè. À. Con kia là nó luôn đúng không? Cái này cá ép hả? Con này con hít đá hả? Hít đá nó dài hơn, nó không mập. Ủa hít đá là cá gì chưa biết luôn á. Chị biết gọi hít đá thôi. Dạ. Nó có ăn được không nhở? Ăn được chứ. Ăn được bà cho tôi con này luôn đây. Đây, đây. Tặng luôn đó. Đây, dạ, thử cho biết. Con
Chị bán bên đây hả chị? Dạ. Chị bên đây thì bán cái cá cha nè, rồi cá riêu hồng, cá rô phi. Thì nãy chị qua bên kia chị hỗ trợ chị kia. Cá lóc nữa cô nhóc. Cá lóc ở đây đen thui rồi ha. Đây có mua cá thì ghém nó hộ chị đây. Em chúc chị mua bán đắt nha chị. Dạ cảm ơn chị. Ôi đi vòng trong đây mà ở ngoài trời vẫn còn mưa luôn kìa. Giờ đây thì bán có chè rồi nè chút, rồi nước uống rồi nè. Năm dạ. Có tàu hũ bánh lọt không cô? Tàu hũ bánh lọt đây hả? Dạ. Cho con ly tàu hũ bánh lọt đi. Tàu hũ bánh lọt. Bánh lọt không? Bánh lọt chè thập cẩm nè ăn không? Bánh lọt chè thập cẩm. Quay đi làm chương trình đó. Dạ. Đó, bánh lọt nhìn hấp dẫn không? Xanh xanh trắng trắng. Này nước cốt. Đỏ đỏ nữa nè. Đỏ đỏ. Lụ. Đá. Dạ. Bao nhiêu tiền một ly vậy cô? 10.000 con. Dạ. Ở đây bán ngay giá bình dân nè cô chú. Đồ ăn thì 50.000 là mua được rồi. Đây, quậy lên mà cô chú cùng thưởng thức với em nha. Đó. Trời ơi, nhìn nước cốt thấy nó béo rồi nè. Dạ. Cảm ơn em. Cảm ơn cô. Cô có bạch không cô cho con sách đi. Có nước này ăn miếng đi nghe cô chú, ăn miếng rồi xách. Ngon quá. Có bật nắp nữa nè. Nắp coi. Chút rảnh ngồi ăn. Ai ngoài đưa đấy. Mấy đồng. Lo ăn cái đẹp. Rồi cảm ơn cô nhiều. Còn mưa luôn. Bên hông này cũng bán rau củ và các loại nhiều lắm nè. Rau sống à. Trời còn mưa luôn cô chú ơi. Dạ. Bên đó thì bán một số sạch thịt heo nữa kìa. Mưa này chứ đi ra là ướt áo luôn á, ướt đồ á. Bà con giờ mặc áo mưa đa phần rồi. Này là bên hông ha, bên hông nhà lòng chợ mỹ phẩm. Mưa cái làm chợ vắng luôn. Ôi bán bên đây có đọt đọt bầu cái gì ngon quá trời luôn nè. Này đọt bầu hả cô? Đọt bí hả cô? Dạ, đọt bí. Đọt bí non nhút luôn nè cô chú anh chị. Rất là ngon. Đó cô đặt ra từng cộng cho khách đó hả? Dạ. Rồi. Cô lặt ra luôn nè. Ở đây là sạch sẽ ghê, lặt ra cô cũng đeo bao tay kỹ lưỡng ghê không cô chú? Đặt ra rồi mình bán theo ký hả cô? Đúng rồi. Dạ. Ký ở đây mình bán được nhiêu cô? Lặt ra được 40.000, với đây 30.000. Dạ, lặt ra rồi thì cô bán 40.000 ký cô chú. Còn để nguyên đọt này thì 30.000. Đó. Cô chú anh chị nào có mua đọt bí thì ghé cô ở đây. Này là đọt bí gỡ hả cô? Bí đỏ đó.
Dạ. Gợ là bí lợn hả? Bí đao là bí xanh đúng không? Dạ. Bí gợ là bí có khía khía, trái tròn tròn á. Trái đỏ, bí đỏ. Dạ, bí đỏ. Con chúc cô mua may bán đắt nha cô. Cảm ơn cô nhiều. Bên đó thì bán sạp thịt rồi ha. Đây thì có bông hoa rồi đây. Hoa cúc. Quá trời đẹp luôn. Đây là cúc nở tung té luôn nè. Còn cúc hồi nãy mới quay qua là cúc lưới. Đây cúc lưới nè. Rồi có trái cây. Ồ trái hiệu. Chôm chôm nè, măng cục nè. Bên đây thì bán cá nè. Có cá chập lấu nữa kìa. Cái con bông bông, cá chập lấu. Măng. Còn mưa quá tai luôn cô chú ơi. Cái cô tội nghiệp không bán dầm mưa luôn kìa, lấy cái bịch mũ á phát lên dài là ngồi bán luôn. Ồ, chiên trống gì chú. Ồ. Nước cái đầy nó chảy xuống ha. Thế vậy mà ra cũng còn mưa quá. Bánh bắp cuốn bơ. Thì cô quán bán đồ ăn sáng, quán cháo của chú. Mưa phùn. Vô đây núp mưa xíu cô chú ơi. Này khu nhà lòng chợ mà khu này là khu bách hóa. Bánh kẹo rồi sữa. Khu bách hóa trong đây cũng có một số sạp đóng cửa nè. Tới đây bán quần áo. Giải nữa nè. Thì giờ đây thì bán giải nha. Hai bên là bán giải.
mưa quá mưa. Quýnh cần ngừa cái chợ vắng que luôn. Mời cô chú anh chị mình cùng ghé đây ăn sáng với em cái rồi mình đi tham quan tiếp nha cô chú. Chị đây còn món gì chị? Bánh nước với bún thịt nướng. Dạ. Cho em một dĩa bún thịt nướng đi. Dạ. Đây có nguyên cái tủ trái giò của chú. Dạ. Wow. Tô thấy cũng nhiều lắm nha cô chú. Nướng nè. Đây đũa với muỗng. Cô chú anh chị cùng ăn sáng với em nha. Đây bún thịt nướng thì có chả nữa nè cô chú. Rồi cái này là thịt nướng nè. Rồi có trái giò nữa nè, trái giò chiên nè, hành phi với giá, giá này xào rồi, có cải nữa. Giờ em sẽ chọn lên. Dưới này là lớp bún với đậu phộng. Đó. Thượng đây bán nhiêu tô chị? 20.000 thôi cơ. Dạ. Bình dân ha. Mô Phật à. Dạ. Rồi mời cô chú cùng ăn sáng với em nha. Ăn xong rồi mà trời vẫn còn mưa luôn cô chú anh chị ơi. Thì cô đổ với cây ra bán ngoài mưa luôn à. Chợ nhãn cục đào cứng mà cứng là giòn trong có đào đào cứng bên đây bán khăn 10.000 bốn cái có cái lò gạo lên ha.
Đây có sầu riêng có để giá nè cô chú. Ghi 6 là 50 ngàn 1 ký. Dạ, cô. Cái này nhiều lắm. Đâu có phải. Này sầu 40. Quay số hả má chú? Dạ, con quay chợ Định Quán nè. Cô mới vừa bán xong cho khách rồi. Được bớt rồi đó. Vừa xong cái đường ướt nhẹp cô chú ơi. Ở đây có chú chó này được cưng ghê không? Sáng được chở đi chơi rồi đeo dây chuyền nhìn cổ nữa kìa. Vừa cái bà con giờ chạy vô trong phía trong nhà ngõ trơn rồi. Vì dài ở công viên này không còn ai ngõ vậy. Hồi sáng thì đi ngang thấy ngồi nhóc hết trơn của chú anh chị. Giờ trong đó rồi. Đi qua đây mời cô chú cùng coi mấy cái tảng đá của chú. Sao mà để nằm vậy mà không ai động địa gì luôn cô chú anh chị. Không hiểu luôn đó. Nằm kế bên nhà bà con người dân luôn. Công viên này giờ mới cắt cây xanh lại vậy nè, chưa dọn dẹp. Quốc lộ này lúc nào cũng đông đúc hết trơn cô chú, xe đi đông ghê luôn, ban ngày hay ban đêm thì cũng vậy vậy. Giỡn ốc luôn cô chú. Rồi hình như tạnh mưa rồi đó nha. Bên đó là cổng chào để thị trấn Định Quán đạt chuẩn đô thị văn minh. Đây có shop con cưng nữa nè, bán đồ cho trẻ. Đây mình sắp tới tảng đá của chú ơi. Ở đây phía trước con đá thì đoạn đường hay xảy ra tai nạn, cảnh báo mình chạy xe cẩn thận. Bên kia cũng có cục đá bự quá trời bự luôn kìa, nằm kế bên ủy ban nhân dân luôn. Đá này tròn tròn. Chào ba. Đây có bà ngoại nhà ở kế bên tảng đá này luôn chú. Bà mới mở cửa ra kìa.
để mình vô mình hỏi thăm bà coi đá này có lâu rồi chưa cô chú. Mới dọn ra bán hả bà? Bà mới dọn ra bán hả? Có bán 6 giờ rồi. Rồi mưa bà đóng cửa hả bà? Phải. Bà muốn đi ra sao giờ trở lên lại mở. Dạ. Bà ơi cho con hỏi thăm cái tảng đá này có lâu đời ở đây chưa bà? Bà mới có 7 mấy tuổi rồi con hỏi đó là thua. Bà 7 mấy tuổi rồi bà không biết luôn hả bà? Nhưng có một cái điều vậy. Dạ. Ở đây hồi xưa đó là biển. Biển hả bà? Dạ. Rồi ở trên cách đây là 4 cây số. Dạ. Có núi lửa. Có núi lửa. Núi lửa nó phun trào á. Dạ. Nó đẩy ra biển ra ngoài kia. Dạ. Thì đây là biển là nó có những đá này nó lòi lên vậy đó. Dạ. Rồi xưa đây là rừng. Xưa đây là rừng. À. Vậy là xưa đây là biển của chú. Mấy cái đá này chắc là cái hòn. Cái hồi 550 á. Dạ. Ba của bà là coi như hồi xưa người ta gọi là cai lục lộ. Có nghĩa là đi lục những cái con chỗ đường nào nó bị hư để lắp. Dạ. Chứ không phải cầu đường giống như giờ. Dạ. Rồi ba của bà đổi từ đó lên đây, từ Long An rồi đổi lên tới đây là từ 550. Dạ. Có phần người Pháp. Dạ. Thì lúc đó là ông ngoại đó là cai lục lộ, có nghĩa là dẫn quân đi đắp những cái lỗ như xưa đây còn đất đỏ. Dạ. Người Mỹ với người Pháp với người Nhật đó là làm ra cái con đường Đà Lạt này. Dạ. Chứ không phải là người Mỹ. Dạ. Người Pháp làm ra con đường này. Năm mấy đó là lên đây á, đây toàn là rừng không à. Dạ. Rồi đứng đây có nhiều cái cột beo rồi nó ở bên kia kìa. Wow. Đó rồi nghe người ta kể hồi xưa ở đây là núi lửa cách đây 4 cây số á. Dạ. Nó phun trào ra cái cục đá này là do núi lửa sao không có hiểu. Dạ. Mình chỉ đại khái là người ta đi đó gì. Dạ. Rồi biển kia ra ngoài kia còn đây những cục đá không thấy tại sao cái cục đá ba chồng dưới. Dạ. Chưa chắc gì con đã chồng lên được. Dạ đúng rồi. Nhưng nó hồi xưa núi lửa phun trào ra lúc đó cái cục đá nó còn nóng. Dạ. Giống như cái cục cột thì mình dò 3-4 cục để nó lên thì lúc đó nó có cái lòng chảo á. Dạ. Cho nên nó là nó dính luôn tới giờ. Dạ. Từ hồi bà ở đây tới giờ là 50 năm rồi. Dạ. Nó chỉ có theo trái đất mà nó quay ra quay ra thôi chứ nó không còn. Nó xây được luôn hả bà? Dạ. Cục ở trên. Dạ. Đó vậy. Hồi trước đó, khi mà cách đây vài chục năm á. Dạ. Mới giải phóng xong á là người ta phóng cái con đường này người ta định bắn. Dạ. Tự nhiên cái cục đá lúc đó nó ve ra ngoài lộ á. Dạ. Tôi sợ là khi đó là xe chạy ngang qua lại. Dạ. Rớt trên đó xuống. Dạ. Cái lối xóm người ta ở xung quanh đó người ta gian giái với trời đất nước ông bà gì đó. Dạ. Nói sao cho nó quay nó vô chứ để vậy là họ phá mất. Dạ. Cái từ từ quay nó vô. À vậy là mới đầu là nó nghiêng ra đường. Nghiêng ra đường. Nhưng dạ. Giờ nói tỉ dụ với con á. Dạ. Dò cục bột thứ nhất. Dạ. Con nhảy xuống. Dạ. Dò một cục bột thứ hai. Tống từ trên xuống. Dạ. Dò cục đất thứ ba. Con tống từ cục bột thứ ba con tống từ trên xuống đó là nó có một cái lòng chảo. Dạ. Ra hả khi đó là nó dính xuống luôn. Chứ nó không phải chơi vơi hả bà, nó giống như có cái lòng ha. Dạ. Con đi vô ở trong chùa Thiên Chơn này con thấy. Dạ. Có một cái cục đá nó nằm như thế này. Dạ. Tại sao mà có một cái cục nhỏ xíu nữa nó nằm ở ngoài này. Dạ. Mà nó nằm nhiều không có chứ từ đó giờ bà ở đây 50 năm rồi nó không rớt. Nó không lớn ra hay rớt mà. Không rớt. Dạ nó không có rớt. Có nghĩa là từ hồi đó là cái cục đá nó đang nóng nó rớt. Dạ. Xuống có cái lọc chảo. Dạ. Chứ giữ lại ở đây. Dạ. Giờ con đi vô cái chùa Thiên Chơn nó con sẽ thấy. Dạ là mình đi lên hướng này lên chỗ đá ba chồng nữa hả bà? Cục đá ba chồng đó nhưng con phải vô chùa. Vô chùa thì nữa. Mới thấy. Dạ. Ở trong đó nó có những cục đá dẻ nè. Dạ. Đá ông Phật. Dạ. Có nghĩa là đá ông Phật thì người ta đem Đức Phật lên đó người ta thờ cao chất giót. Dạ. Hồi xưa không phải dễ lên. Dạ. Rồi cái người ta làm cái bậc thang đi lên đó.
Dạ. Cho nên là đưa Đức Phật lên đó. Con mà nếu mà con có dịp á, dạ, vô đó con leo lên tới cái chỗ đá ông Phật rồi đó, con sẽ thấy toàn cảnh. Dạ. Toàn cảnh của Định Quán luôn. Vậy là cái chỗ đó là cao nhất ở đây cao, hả bà? Không phải là cao nhất đâu ha, không cái đó bà không biết. Dạ. Nhưng leo lên đó rồi lúc trước bà có leo lên thử. Dạ. Thấy toàn cảnh của Định Quán luôn. Dạ, yeah, nó cũng cao á, cao mới thấy được á. Dạ. Cho nên là bà chỉ biết vậy thôi chứ. Rồi ba của bà là làm cái con lộ này cho tới năm 63. Năm 63. Chị nghĩ nó làm được, rồi ông ngoại nghỉ. Dạ. Nhưng ông ngoại ở đây luôn. Dạ. Bà từ thành phố bà về đây từ năm 74 thôi. Dạ. Là giải phóng xong rồi về. Dạ. Nhưng ba của bà thì ở đây từ lúc đó. Dạ. Xưa đây là còn rừng, còn beo. Dạ. Con thấy lý do sao? Dạ. Người ta hồi xưa tổ nó lấy cất nhà sàn nó ở chứ không dám ở dưới đất, từ lý do đó. Dạ, sợ con này rừng. Con kia con nọ. Dạ. Từ cái chỗ đó là sàn ở rừng. Dạ. Cho nên là từ cái chỗ đó nó mới có cái nhà sàn. Dạ. Chứ đâu ai mà ở chi rồi bỏ ở dưới đất lộc vậy. Dạ. Thấy không? Thì là sợ cọp đồ lên phá. Hồi xưa voi rồi ra đây cái người ta đâu có xúc gì dân mà. Dạ. Rồi cái người ta lấy thùng thiết người ta bắt, thế người ta đập thùng thiết, đập cho nó có cái chấn động nó chạy luôn, không dám đồ nữa. Dạ. Thì bà chỉ có biết vậy thôi chứ. Dạ. Tao cũng là năm nay mới 70 mấy tuổi. Bà biết vậy là rất là hay rồi đó. Không có. Dạ. Là chỉ có vậy thôi. Dạ. Nhờ bà là xưa, chia sẻ tại con sao gọi ở đây là Định Quán. Dạ. Biết gì không? Dạ không. Hồi xưa đó, khi mà Pháp nó vô đây là nó định quân tại nơi này. Dạ. Thấy ở dưới chỗ huyện đội đó còn một cái tua mà gạch hai lỗ, có thấy chưa? À, giống như là cái lò phải không bà? Ờ đó, nhưng mà hồi xưa ta gọi là cái tua. Cái tua. Cái tua là Pháp nó ở. Dạ. Tới giờ còn để đó làm di tích luôn đó. Dạ. Cho nên đó là thời Pháp đó là Pháp nó vô đây nó định quân. Dạ. Định quân gọi riết thành Định Quán. Dạ. Đó. Vậy là gọi viết chạy chữ thành Định Quán. À. Dạ. Rồi con cảm ơn bà nhiều lắm nghe bà. Chị. Dạ. Bà cũng có bị bà vậy thôi chứ biết gì đâu. Dạ. Cũng giới trẻ anh giờ. Bà cũng có kiến thức á, bà chia sẻ con cháu sau này biết hiểu thêm á. Dạ. Cảm ơn bà. Đó, cô chú. Thì hôm qua bà chia sẻ mình cũng biết thêm được sự tích tại sao ở đây dài có những cái cục đá như vậy hả cô chú. Nhìn cái hình hài thì nó rất là trơn trượt nha. Đó, nhìn nó trơn lắm cô chú ơi. Trên kia thì có đá ba chồng dính lại với nhau nữa, không phải dính mà có như cái lòng chảo á, không có làm gớt được. Giờ mời cô chú anh chị mình cùng với em đi lên tham quan cái chỗ mà đá ba chồng nha cô chú. Em sẽ đi qua bên chợ để lấy xe di chuyển mình đi tham quan. Dạ rồi quý cô chú anh chị mình ơi, thì chúng ta đã tới khu vực ở phía trước này là đá ba chồng rồi cô chú. Thì hướng này là hướng từ Sài Gòn mình nhìn lên là đi Đà Lạt các cô chú. Đây bên đây thì có ba cái tảng đá xếp chồng lên nhau nhìn hình thù rất là kỳ lạ các cô chú anh chị đó. Phía trước bên đây nè cô chú, có một cái cục đá nó lòi ra đường cũng khá là nhiều nè, nhưng mà không ai động địa gì tới hết trơn cô chú anh chị ơi. Người ta còn vẽ cái vạch đó để cảnh báo cho phương tiện di chuyển né ra nè cô chú. Rất là trơn nha. Đó. Bên kia lộ thì em thấy có lập miếu thờ nữa kìa, Nam Mô A Di Đà Phật. Ồ, nhìn nghiêng ghê luôn nè cô chú.
hướng này nhìn cục đá nó nghiêng lại xuống dưới đây nè, mà không có bị gớt cô chú anh chị ơi. Thật là kỳ lạ. Nhắc tới Định Quán là ai cũng đều nghĩ tới đá ba chồng này liền nè cô chú anh chị. Đi ngang này rất là ấn tượng luôn. Bên đó thì ấy có in cái mã số gì nữa kìa. Ở phía trên cục đá em thấy ong đồ đóng làm tổ chỉnh quá trời luôn cô chú anh chị. Cái cục đá đầu tiên nè, chồng lên cục đá thứ hai đó, mấy cái dĩ đó là mấy cái ổ ong đóng treo leo trên đó kìa. Kế bên thì có cái cây quạt. Xe cộ phải nói là lưu thông cái tuyến đường quốc lộ 20 này tấp nập luôn. Đây mình nhìn ngược lại coi. Ở phía trên đây là hồi xưa bà có kể là Pháp nó đóng quân ở đây cô chú. Nó còn để lại mấy cái giống như mấy cái lò vậy đó. Hồi xưa là cái tên gọi là khác. Đó. Đây mấy cái lò nè. Xây bằng gạch. Cũng rất là lâu đời rồi nhưng mà nó cũng còn nguyên dạng ha. Đây mình nhìn ngược lên lại nè, bên đó cũng có mấy cục đá nữa kìa, đá nhỏ hơn. Xe đông đúc vô cùng luôn. Ở đây qua lộ rất là vất vả luôn cô chú anh chị. Phải đợi bớt xe mình mới dám qua. Đá nè. Mặt này thì bị che bởi cái cây gòn hả cô chú. Kia nhìn là thấy ba chồng chồng bên nhau. Đây cũng sơn cảnh báo, đóng dễ cảnh báo lên đó. Phía trước này em thấy có cái ngôi chùa. Ngôi chùa chắc là sớm bà ngoại có chia sẻ đó. Ở trên đó có mấy cục đá nhìn giống tượng Phật á, người ta đem lên đó người ta thờ cái gì á. Cổng này đóng rồi, rồi khách tham quan di tích vui lòng đi cổng bên, đi cổng kia rồi, cổng này đi không được cô chú. Ở đây nè người ta để là quần thể đá chồng danh thắng cấp quốc gia luôn. Cái này là hụt danh thắng cấp quốc gia luôn nè, đá chồng này như là hồi xưa nè. Đường đi bên hông còn rất nhỏ kìa.
này giống như chụp ở phía sau lưng hay gì á. Nghiêm cấm mọi hành vi xâm hại luôn đó. Trong đây cũng có rất là nhiều những tảng đá. Đá bự bự à. Nằm bên trong này rất là nhiều tảng đá luôn. Đá này chắc lâu đời lắm rồi cô chú ơi, nhìn giống như là có cái độ dốc của nước chảy xuống luôn á. Ủa sao cổng bên đây cũng đóng cửa ra luôn rồi. Ở đây có cái ngôi chùa nè, chùa Hiên Chơn đó. Phía sau lưng ngôi chùa này thì em thấy cũng có mấy cái cục đá nữa kìa, có làm hình của tượng Phật ở trên đó đó cô chú đó. Đây rất là nhiều những cục đá luôn cô chú anh chị. Bự bự. Giờ ở dưới này như có cái ngôi chợ nữa nè cô chú. Không biết có phải là chợ Định Quán cũ hay không. Để mình đi hỏi thăm bà con. Xe đông quá. Ông chú đậu xe ông đa trước luôn. Qua không được luôn. Mở xi nhan ít 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 mà qua không được. Rồi qua. Qua chung. Để em hỏi hầm cô này đi. Rồi bán sầu riêng nè. Con chào cô.
Cô ơi cho con hỏi ở đây phải chợ Định Quán cũ không cô? Dạ. Con cảm ơn cô nhiều nha. Đây. Dạ. Dạ con quay phim cho bà con coi á. Dạ tại con không biết. Ở đây là xưa có cái nhà lòng chợ ở đây hả cô? Rồi giờ dẹp làm công viên. Dạ. Còn giờ là ma bán. Làm công viên cũng bán bậy bạ vậy đó cưng. Dạ. Dạ vẫn còn người bán hả cô? Dạ. Còn. Dạ. Cô bán sầu riêng đây hả cô? Cái đó là sầu riêng vậy cô? Thái. Sầu riêng Thái hả cô? Cho con quay cái nha. Quay cho cô. Dạ. Cô đây bán sầu riêng Thái nè cô chú. Cái sầu riêng này là mình trồng ở đây luôn hay là trồng ở đâu đem về cô? Ở đây mình hết. Đây là giống sầu riêng Thái nè cô chú. À, cái da của nó thì em thấy xanh xanh vàng vàng đó. Chứ nó không phải xanh như là loại sầu riêng G6 nha. Ở đây thì cô có bán cơm nữa hả cô? Có. Dạ. Cơm đây mình ra hộp gì rồi là mình bán ký được nhiêu cô? 150 ký à? Ồ. Sầu riêng này cũng rẻ quá vậy ta. Dạ. Còn cái trái là mình bán được nhiêu ký cô? 75.000 ký. Vậy à, tính ra là mua cơm là rẻ lắm luôn cô chú. Dạ. Chỉ có 150 một ký thôi nè. Cô mua sẵn cái gọi luôn. Muối thì vàng ngính nè. Đây. Cô bác anh chị nào có ăn sầu riêng thì đến khu vực chợ cũ đây đó, gặp cô bán ở phía trước. Rồi con cảm ơn cô, chúc cô mua bán đắt nha cô. Dạ. Rồi giờ mình sẽ đi tham quan một vòng chợ Định Quán cũ cô chú. Dạ mình chạy một vòng vô đi. Dạ với nó giống như chữ U vậy hết cô. Dạ chợ này thì giống như là chữ U cô chú vậy. Rồi sẵn tới đây thì em cũng mời cô chú cùng đi tham quan một vòng chợ Định Quán cũ nha. Đó. Thì dài khu vực này thì cũng còn bà con kinh doanh buôn bán cô chú ơi. Đây bán hùng xốp, hùng mũ luôn nè. Tiệm tạp hóa. Rồi có quán cơm, quán ăn nè. Chợ này thì vắng khách rồi. Không biết sớm sáng đông không. Bánh giờ 9 giờ mấy sáng rồi chứ. Mấy người tới đây luôn nè, đường ướt nhẹp luôn. Ồ, vô trong đây thấy bà con của bộ bán buôn ngồi đông đúc hơn nha. Quán cà phê, quán nước nè ha. Tiệm tập quá rồi nè ha. Cũng bán khá là sôm nha. Kéo lên đây. Hello. Ajinomoto. Trời đất ơi. Chơi tiếng Nhật luôn nha. Dạ. Ajinomoto. Dạ. Dữ không? 17 tháng 3. Ở đây thì nhà lòng cũ cũng bà con không có bán rộng lắm cô chú. Tận dụng mấy cái mặt bằng ở phía trước rồi bán thôi. Đây nè. Trong đây thì bà con đi chợ cũng thấy còn đông hơn. Có nhiều mặt hàng lắm kìa. Trái cây rồi nữa kìa. Bên đây có quán nước nữa nè. Bán tới đây à cô chú ơi. Đây cô bán cái cây rồi quay lại rồi. Chợ này cũng nhỏ. Bà con thì bán đa phần là xung quanh công viên với ở phía sau công viên.
Dạ con quay YouTube. Đây có mấy cô bán gạo nè. Chợ này ít người quay cái gì đâu cô chú. Em cầm hái đi quay dài dài ai cũng hỏi quay cái gì giả hết trơn á. Là mình mắc cỡ quá đi. YouTube giờ cũng không dụng lắm rồi mà con không biết. Có khu chợ cá nữa nè. Chợ cá dài dài trong đây. Trung tâm 67601. Chợ cá thì cũng còn bà con đi lai gai à. Ồ, cá còn quá tai luôn kìa. Chợ cá thì bán tới đây hả cô chú ơi. Vậy hả chị, quay cho người ta hèo luôn nha. Đó, sáng bán nha chị, ăn cơm sáng nè nè. Rồi chưa có ăn cơm chưa không chị? Dạ vậy là ăn cử sáng rồi ha. Vậy hả? Dạ. Đây ăn có miếng cơm mà rau không. Dạ ăn chủ yếu là rau hả chị, rau nhiều là ngon á. Có không chị? Vậy mà nãy giờ ở dài dài ngoài kia là mấy cô kia không biết á, hỏi em quay gì dạ hoài luôn. Em là YouTube đúng không? Dạ đúng rồi, YouTube á chị. Dạ YouTube của em tên là Khám Phá Vĩnh Long. Khám Phá Vĩnh Long hả? Dạ Khám Phá Vĩnh Long. Đây là cũng là một khu vực chợ quán cũ luôn hả chị? Đúng rồi, quán cũ đá ba chồng. Dạ Đại Định quán cũ đá ba chồng. Đi qua quay ông Phật chưa? Dạ ông Phật là ở bên chùa phải không? Đúng rồi, đá ba chồng rồi. Dạ nãy em có quay đá ba chồng nhưng mà em có nhìn ra được cái tượng của con voi chở con Phật không? Dạ chưa. Hai cục đá. Em quay cục đá nó nhìn lên vậy là y như hai con voi mà chở thành Phật á. Là ở ngay cái cục đá ba chồng luôn hả chị? Đó, ngay chỗ trong cục đá chồng. Vậy hả? Ngồi trên hai tượng voi đó hả cô? À. Dạ. Chị cho em coi nè, cái chị chụp nè mà. Dạ. Nhìn đúng hai voi con. Ồ. Con nữa bên cũng đây, chị có chụp hình tượng Phật ngồi ở trên giống như là hình hai chú voi của chú. Đúng rồi, hai chú voi. À có nè nè nè. Ê, cái hình này giống như chưa cóc ngồi quá ha. Không, cái đó không phải, ở dưới cái đó nữa. Vậy á hả? Trời em đi vô đó em nhiều view lắm luôn á. Dạ. Qua cục đá mẹ bồng con á, đi thẳng vô. Mẹ bồng con là ở đâu nữa? Ê, ở chỗ đó mà nhìn thẳng qua bên kia. Rồi em á là có cái em nhìn trên cục đá Phật xuống á. Có cục đá rất là to y như một cái chiếc giày y như cái cổ chân của mình luôn. Dạ. Mà em đứng lên cục đá hoặc em mới nhìn xuống em mới thấy là nguyên một cái tảng đá bự là y như cái cổ chân mình luôn. Dạ. Cái chùa đó là mình xin vô được bình thường đúng không chị? Được. Dạ. Nói là cho con đi giết chứ là con quay rồi vậy là thật là dạ. Ôi, cái đó là rất là nhiều qua mẹ bồng con cục đá mẹ bồng con rất là nhiều view lắm. Dạ. Mà nó là đẹp. Dạ. Ai đưa chị 500 ngàn đi chị dẫn em đi hết luôn cái view đó. Dạ. Bỏ bán luôn ha. Bỏ bán luôn. Dạ. Bán luôn. Rồi em cảm ơn chị nhiều lắm nha. À, okay. Chúc mấy chị ở đây nhiều sức khỏe mua bán đắt nha. Rồi mình đi không ăn tiếp thôi cô chú ơi. Cô bán cá. Chợ.
Đình quán cũ đây. Tin tin tin. Nãy nghe cái chị bán cá nói hình này hình kia thấy cũng quá quỳ diệu của chú. Mình phải nhìn và có cái mà hình dung á, cho nên mình nói ra hình dung ra được hình hài hình này kia. Bên đây cũng bán đồ ăn gì dài quá trời luôn nè. Sạp thịt. Quán ăn dọn rồi nè. Đó. Để mình nào qua lậu. Giờ đây xin đi giếng quay vòng vòng cho cô bác đi xem nha. Trước này thấy có chiếc xe bốn bánh đậu nè. A Di Đà Phật. Cổng chính thì đóng rồi, với cổng trí tệ bên đây thì đóng, còn cổng từ bi thì mở rồi cô chú. Bên đây có cái bồ đề, có tượng của mẹ Quan Âm nè, để em lãnh lễ mẹ Quan Âm cái mình đi vô cô chú. Nam mô mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Chồng là chánh điện á cô chú. Sư ơi cho con đi tham quan vòng nghe sư. Phía sau thì em thấy có hàng gào gào lại cái chú anh chị ơi. Sau thì ra cái khu tượng Phật nhìn nhờ. Phật ngồi giống như hai ông voi ông tượng nè. Trước này thì gào lại rồi. Chắc mình đứng ở đây mình nhìn thôi cô chú ơi. Nhìn góc nghiêng này là giống y như tượng Phật ngồi trên ông voi luôn á nha. Đó. Cái dòi cong xuống đó cô chú. Trước này có tượng của Phật Di Lặc.
Bên đây cũng gào luôn rồi cô chú ơi. Nhìn ngang như nè là mình thấy giống y chang như là hai con voi luôn cô chú. Thực vật ngồi trên lưng voi, mình đi lại gần á mình thấy giống lắm. Hôm nay không đủ cơ duyên rồi cô chú anh chị, không có thể vào bên trong đó để chia sẻ leo lên cho cô chú anh chị xem được rồi. Chắc ra đây em kết thúc video clip mình tại đây luôn nha cô chú anh chị. Dạ đồ của cô chú anh chị mình đây. Thì chắc đến đây em cũng xin kết thúc video clip mình tại đây nha. Chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã dành thời gian quý báu quan tâm và theo dõi đến hết video clip của em. Xin kính chúc toàn thể quý cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe và luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống nha cô chú anh chị. Xin mến chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.